Đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là vẫn đám còn. Cưới xong là khoảng một tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Một... Ủa lý do gì? Mà... ghê quá. Lý do gì? Lộ bản thôi, chất. Để tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi. À để tôi lộ cho. Ừ. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới một tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Còn cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Xong rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ. Vô luôn nên là tụi em gì được. Không dám. Không. Trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào Cô Thuận và chị Hồng Vân và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Hữu Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn rồi yêu nhau. Cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 à. Học chung ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng. Và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên, ê mày cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng không mày? Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái à. Lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Mà đầu này còn hói nữa. Trời ơi, lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này. Tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời ơi mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. À, là bạn Thắng này với bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em là bà Mai. Ừ. Bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Mà đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện, ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ, người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á, coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em mà đợt đó té xe mà có giờ quần đó mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm lên cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? À, dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy tình năm? Yêu các em có màu hồng không? À, dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được 1 tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa.
đó cũng người yêu cũ của em luôn, nhắn tin xưng hô cái chuyện ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy, thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi với bản tính khó dời, rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó. Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu, xong em nói trời ơi, ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không, nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao, không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Sạch lòng quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàn gắn lại được. Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay hề thốt trà lết quết sảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ cũng đúng á. Mấy bạn em nói em thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong là hai đứa quen nhau khóc, và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu, thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái vách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn, tụi em làm đám cưới. Chốt deal luôn. Lúc mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có chưa. Có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một... Ủa lý do gì? Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản thôi chất. Để tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi. Để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới 1 tuần sao mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là làm tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói Thắng xàm, nhưng thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói và những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Nói ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì quá đúng nặng rồi nề, đúng rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực, nó tự động xuất hiện.
Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì loài ra không trong 2 năm? Có. Dạ, dạ xấu đều nha. Luôn, hai vợ chồng. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ, xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng, dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời, một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn á. Là dạ? Em tự nhổ của em hả? Dạ, nó là thói quen của em. Đã bỏ ngay nữa. Bỏ ngay cái thói quen đó để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản đâu. Xin nhưng... lắm đi. Nhổ. Ôi ơi. Dạ. Thôi con đi nè. Dạ, với lại ngủ nướng em. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dậy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không thích để em ngủ hả? Em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tây cần dậy làm dậy luôn. Xong em dậy nữa. Trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy. Anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè. Hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao. Đổ lên á. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoảng mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Có rồi giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này. Ờ ngày mai nha em. Sau ngày mai anh ơi làm này. Ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài. Tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn tật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cây nhíp nhổ râu vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. À, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, dạ tại rồi. Vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi xong là tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao. Lúc bình thường thì là anh vì em. Dạ. Hay chứ bộ. Hay là... Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cưới như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt của nó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi. Bỏ đi. Hiểu không? Còn em á open ra một chút. Nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ. À quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó là phải thoải mái à, thoải mái, tận hưởng à, tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa nha. Mình chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình yêu thương. Trọn năm luôn á. Dạ, cảm ơn hai đứa.